Dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi giải quyết quyền lợi cho taxi. Trong khi taxi phải chịu các quy định rất chặt chẽ về giá cước, nhận diện phương tiện, số lượng xe, nghĩa vụ thuế và trách nhiệm với người lao động thì loại hình vận tải sử dụng hợp đồng điện tử lại không phải chịu các quy định này. Theo lãnh đạo vụ vận tải, chính vì có sự tương đồng trong cách thức hoạt động nên dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi ghép xe hợp đồng dưới 9 chỗ vào taxi để đưa về cùng một điều kiện kinh doanh. Bên cạnh đó, thời gian gần đây, doanh nghiệp taxi đã ứng dụng phần mềm điều hành thay thế cho phương pháp điều hành truyền thống và xuất hiện nhiều phương thức trợ giúp người dùng đặt xe taxi, đặt xe hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ thông qua các thiết bị thông minh. Trong khi đó, loại hình xe hợp đồng sử dụng hợp đồng điện tử và taxi đang có chiều hướng ngày một phát triển mạnh. Vì vậy, cần phải sửa đổi quy định về việc kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi phải thực hiện cước tính theo đồng hồ tính tiền. Đồng thời phải có quy định để làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp, ứng dụng và sử dụng các nền tảng cung cấp dịch vụ vận tải. Trong dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi vừa được trình chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất phân loại kinh doanh vận tải hành khách bao gồm vận tải hành khách tuyến cố định, taxi, xe buýt, xe hợp đồng và loại hình kinh doanh vận tải khách mới. Theo đó, loại hình xe du lịch được ghép với xe hợp đồng chỉ có sức chứa từ 9 chỗ trở lên. Tất cả xe dưới 9 chỗ được ghép chung lại thành loại hình xe taxi.